Nay bonsai viên tiếp tục là giờ trồng cây dúi sau khoảng hơn 5 ngày. Mình chưa tính ngày mình lấy về nữa là 6 ngày thì mình giờ tiến hành mình trồng cây dúi cho nó khỏi tung. Đó thì hôm nay là mình tiến hành mình trồng cây dúi nè. Và khi trồng cây dúi thì mình nhìn thấy là đang vô đất sạch nè. Thấy không? Mình thấy là chúng ta đang vô đất đất sạch. Đất là toàn sạch hết, không có tro trấu hay là than xỉ lo gì hết. Đấy. Và chúng ta ống đưa năng đế khi đi nếu chúng ta trồng một cái chậu cao tầm khoảng 8 cm thì 0,8 tấc á, thì bây giờ là chúng ta cây dúi này trồng dáng bay á thì cái chậu đây thì chúng ta phải nâng tôn lên nè, gần cả mươi này không, để lắp với lại cái bằng với cái mặt cắt ngoài rừng nó vậy á, thì cây dúi của chúng ta nó mới sống được không đó. Sau khi mà chúng ta cho trồng độ cát xong hết thì chúng ta tiến hành chúng ta tưới nước một lần đẫm luôn đó, chúng ta tưới nước thiệt là đẫm. Em vô tông đây, em vô tông. Ừ, nằm trong vô vườn nước cũng được sao đâu. Đúng rồi, cứ nó xong. Không cần nó cái đá từ từ đổ xong được. Đó, rồi khi mà mình chuẩn bị một cái tấm mùng này. Đây là tấm mùng này mấy em thấy không? Tấm mùng đây là chúng nó mình sẽ chia mát ở trên hết. Đó. Mùng này rất là rộng mà chúng sẽ chia mát. Thì giống như là cái cây dúi đây nè. Anh em mình nhìn thấy là cây dúi nó sống phải không? Đó. Đó. Đó là cây dúi đi hôm trước hay bây giờ nó nứt tay cành rồi đó, nó sống rồi đó. Hôm bây giờ tiếp tục rồi mình cũng chia tiếp tục chia mát là hôm nay là vô cát sạch hết rồi, tưới nước là tưới đẫm và trên thân của nó nếu mà anh em mình chọn cái biện pháp là trùm bịch ni lông á thì chúng ta khỏi tụ vải trên thân, mà còn mấy anh em mình chọn cái biện pháp mà tủ cái vải đi và ướt lên thân thì chúng ta khỏi trùm ni lông, vậy thôi. Hai cách trùm ni lông thì dành cho mùa mưa đấy, còn hoặc về các cái cây loại trùm ni lông thì dành cho các cây nhỏ dễ hoặc là chàng tán dinh. Cái này để rất cao đó nha, mình để lên cái đôn là cao 1 mét. Mình hôm nay nhờ vườn bên cạnh về chỉ cách trồng. Đấy. Đấy người nhân trồng đây đấy. Sâu gì nữa không? Dạ như đó đâu, cho nó chút nữa, chút xíu nữa cũng dài ghéo một chút nữa nó chảy nước là vừa luôn. Ở ngoài khỏi đổ cũng được. Ở ngoài đổ chút cũng được ở trong đó. Ở băng không? Dạ, ở ngoài băng không? Dạ. Toàn là cát sạch hết nè. Mấy anh em thấy là cái cát đây nhà mình, đây là cát, đây là cát nó trên đây là nó phân nó nhiều quá nó bẩn màu đen không, mình phải đào ở dưới màu vàng ở dưới kia là cát sạch dưới kia, nó cát sạch á, mình phải đào từ cát đó lên thì cái cây của mình mới mới trồng mới vô mới sống được. Đây là cát vàng, cát đây ở miền Trung người ta gọi là cát vàng nhưng mà nó cũng thuộc là cát sạch, nó sạch lắm anh em, chứ không có bụi bẩn gì hết. Đây nè, nó rất là trắng nè. Đây là cát hạt nhỏ mấy anh em. Đa số anh em ở miền Trung và Tây Hòa đây người ta thường dùng cát đây không. Thì giờ hôm nay là mình đã tiến hành trồng nó rồi. Thì cây dúi này theo như mình biết là đây nè, có các cái mặt cắt khá lớn. Có các cái mặt cắt khá bự nè. To này. Thì nó sẽ lâu đâm chồi hơn, thường là gần tháng rưỡi đến 2 tháng. Dạ được rồi, đã ngon lành luôn. Rồi xong rồi, bây giờ mình tiến hành là mình chia trắng thôi. Chia trắng lên. Đó. Tiến hành là chia mát cho nó. Mấy cái miếng mùng kìa. Rồi bây giờ mình tiến hành chia mát và tưới nước đẫm một lần. Và nhớ là mấy anh em mình hàng ngày phải phun sương giữ ẩm trên thân nó thường xuyên. Như vậy cây dúi của chúng ta nó sẽ sống khỏe thôi, không có vấn đề gì hết. Đấy. Đó.
Và bây giờ xin được phép kết thúc video tại đây, tiến hành là mình chia trắng nó là sẽ được chứng minh cái video này sau thời gian là khoảng từ 30 ngày. Thì cập nhật video này khoảng 30 ngày cho mấy anh em xem thử cái quá trình cây dúi này, là cây có ba cái rễ nhỏ thôi, hai cái rễ lớn, một cái là nhỏ xíu thì và một cái mặt cắt lớn thì nó sẽ sống hay chết. Đây là mấy anh em, cây đây cũng mặt cắt rất lớn nè, thấy không? Rất to nhưng mà nó sống là sống. Chi là phải chi cao lên luôn mấy anh em, chứ không phải là giờ chúng mình lấy cây dựng lên luôn á, dựng đứng trong đó mát luôn. Chứ không phải là mình chi thấp đâu. Rồi xin được phép kết thúc video tại đây nha anh em.